Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài tiếp theo của lớp học chứng khoán A bờ cờ, lớp học chứng khoán dành cho các F0. Và mình vẫn là cô giáo Mel. Hôm nay chúng ta sẽ học về đường trung bình SMA nhé. Đường trung bình đơn giản SMA được tính bằng trung bình của giá trong một thời kỳ nhất định. SMA được tính bằng trung bình giá đóng cửa của những phiên gần nhất. Trên đây là các đường SMA thông dụng. Và để hiểu rõ hơn về đường SMA, chúng ta hãy cùng đến với ví dụ tiếp theo nhé. Mình nhấn vào nút có biểu tượng là đường đơn, gõ MA và chọn 2 lần Moving Average. Mọi người nhớ là nhấn 2 lần thôi nhé. Rồi nhấn tắt cửa sổ và ta-da, ta đã có 2 đường chỉ báo SMA rồi. Giờ mình thay đổi cài đặt ở đường đầu tiên, mình sẽ chọn đường SMA 10. Nhấn vào biểu tượng bánh răng và sau đó gõ độ dài chu kỳ là 10. Chọn màu xanh và cho đậm lên một chút. Tương tự mình sẽ thay đổi cài đặt với đường số 2 là đường SMA 6. Độ dài là 6, đổi màu vàng cam cho dễ nhìn. Các bạn có thể quan sát khi đường SMA 6 cắt lên đường SMA 10 thì thị trường có xu hướng ngắn hạn tăng. Và ngược lại, khi đường SMA 6 cắt xuống đường SMA 10 thì thị trường có xu hướng giảm. Cuối cùng các bạn nhớ vuốt song phải và nhấn vào biểu tượng đám mây để lưu chỉ báo để sử dụng vào lần sau nhé. Không biết là sau ví dụ vừa rồi thì các bạn đã hiểu rõ hơn về đường SMA chưa? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ưu nhược điểm của chỉ báo này nhé. Có 3 ưu điểm chính sau đây, đường SMA sẽ trở nên vô cùng hiệu quả khi thị trường thể hiện một xu hướng rõ ràng. Thứ hai, nhà đầu tư có thể áp dụng được nhiều khung thời gian. Thứ ba, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều hệ số chu kỳ khác nhau. Nhược điểm của đường SMA thì nó sẽ trở nên ít hiệu quả và nhiễu cho một thị trường không có xu hướng. Vậy là kết thúc bài học hôm nay rồi, các bạn hãy cùng đón chờ Mel với các bài học tiếp theo của lớp học chứng khoán A bờ cờ nhé. Bye bye!